điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 25 tháng 1 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Tại buổi lễ, Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố nghị quyết số 968 NQ-UBT-VQH15 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức vụ trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Bùi Thế Cử cần tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trao dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng, tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với báo điện tử Cộng sản Việt Nam và tạp chí Tuyên giáo. Theo quyết định số 3245/QĐ-BTGTVK, quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Phó Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại quyết định số 3246/QĐ-BTGTVK, quyết định phân công bà Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Tổng biên tập tạp chí Tuyên giáo phụ trách tạp chí Tuyên giáo. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bà Nguyễn Thị Minh Huế và ông Phạm Đức Thái trên cương vị mới cần tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, kiên định giữ vững lập trường, tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong xứng đáng với vị trí công tác mới hiện nay, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.